Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Tử Vi hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Xem tử vi ngày cuối của tháng 12 trong 12 con giáp, có những điều may mắn gì trong ngày, công việc có thuận lợi hay không? Tài lộc ra sao, sẽ có trong video ngày hôm nay. Trước khi đến với video, quý anh chị và các bạn hãy dành thời gian ra 3 giây, bấm đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị mới nhất nhé. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý 1972, 51 tuổi, sơn thượng chi thử chuột trên núi, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Tuổi Nhâm Tý ngày 31 tháng 12 năm 2023, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, dễ bị vướng mắc, lôi thôi. Có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Sự mong cầu về tài lộc, tiền bạc có tính bất ngờ nếu không so đo, tính toán. Có nhiều sự xoay chuyển, thay đổi bất ngờ, hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc, hoàn cảnh gây ra. Mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu 1973, 50 tuổi, lan ngoại chi ngưu trâu ngoài chuồng, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Tuổi Quý Sửu ngày 31 tháng 12 năm 2023, nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp, hoặc chỉ là tiền vay mượn. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần 1974, 49 tuổi, lập định chi hổ hổ tự lập, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Tuổi Giáp Dần ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày hoàn toàn không tốt cho mọi việc. Tất cả đều không nên tiến hành, hoặc chỉ vì tình nghĩa miễn cưỡng mà phải làm. Gia đạo bất an, tin tức không tốt, chớ nên tin cẩn, hoặc hy vọng vào người khác, có sự phản bội. Nếu không thì cũng nhận tin tức trái ngược với dự tính. Không nên gây gổ đưa đến bất hòa. Tài lộc vào nhanh, ra nhanh. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão 1975, 48 tuổi, đắc đạo chi thố thỏ đắc đạo, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Tuổi Ất Mão ngày 31 tháng 12 năm 2023, chuyện vui hóa ra buồn, việc tình cảm không nên đi quá giới hạn. Ngày có nhiều việc cần phải toan tính, hoặc nhận được nhiều tin tức khó khăn, rủi ro, tai nạn cần phải giải quyết. Tuy nhiên không nên nóng tánh, hấp tấp sẽ không có kết quả. Nên có sự dời hẹn, hòa hoãn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không phải là lộc bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn 1988, 35 tuổi, thanh ôn chi long rồng trong sạch, ôn hòa, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già. Tuổi Mậu Thìn ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được cơ hội, vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin tức ở xa. Có tin buồn, sức khỏe không được tốt. Một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, 34 tuổi, phúc khí chi xà rắn có phúc, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 31 tháng 12 năm 2023, tài lộc còn chậm, dễ hao, hay chỉ là lời hứa. Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài. Mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ, một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tuổi Canh Ngọ 1990, 33 tuổi, thất lý chi mã ngựa trong nhà, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi. Tuổi Canh Ngọ ngày 31 tháng 12 năm 2023, nên thu xếp, vén khéo công việc, rất dễ có những tình huống bất lợi xảy ra cho mình hoặc có nhiều việc,
tin tức đến không biết xoay sở như thế nào mới phù hợp. Bên mình có kẻ gièm pha, hoặc muốn xen vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tài lộc vào ra thất thường. Chớ nên tin cẩn về tình cảm của người khác. Có sự gặp gỡ, gặp mặt hoặc có tin tức, chuyện vui. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi 1979, 44 tuổi, thảo giả chi dương dê đồng cỏ, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Tuổi Kỷ Mùi ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết, từ công việc, gia đạo, nhà cửa, cho đến chuyện tình cảm. Đề phòng người dưới có chuyện làm hại đến mình hoặc họ bị rủi ro, tai nạn. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hại về xe cộ, máy móc, nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân 1968, 55 tuổi, độc lập chi hầu khỉ độc thân, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Tuổi Mậu Thân ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày có nhiều sự âu lo. Tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro. Nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu 1981, 42 tuổi, long tàn chi kê gà trong lòng, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Tuổi Tân Dậu ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết, tốt cũng có, xấu cũng có. Sức khỏe không tốt. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức, nhưng không nên để họ nhúng tay vào chuyện của mình, có người dòm ngó. Có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất 1982, 41 tuổi, cố gia chi khuyển chó về nhà, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn. Tuổi Nhâm Tuất ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu có sự đi lại, di chuyển thì đề phòng có sự trở ngại. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, tráo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài, tai nạn, có chuyện buồn. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi 1983, 40 tuổi, lâm hạ chi trư lợn trong rừng, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn. Tuổi Quý Hợi ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, dù là chuyện tốt hay xấu cũng vậy, nên chấp nhận và tìm phương hướng giải quyết. Tuy nhiên làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, dễ hao tốn, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc có chuyện vui. Kênh Tử Vi hôm nay xin cảm ơn quý anh chị và các bạn. Để xem tử vi ngày mới, quý anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé.